Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quách Dành Vương Miện, tường linh biến hóa với diện mạo khác lạ tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Không còn bóng dáng một hoa hậu gợi cảm, sexy với vòng eo 53 nổi tiếng. Không còn đâu một tường linh với vẻ ngoài mượt mà, xinh đẹp. Thay vào đó là một tạo hình tường linh lạ lẫm với phong cách thời trang vừa chất chơi, vừa bụi phủi, cực kỳ cá tính. Với mái tóc ngắn, biến hóa đa dạng, đôi khi được xoắn ốc tạo nên vẻ khỏe mạnh, ấn tượng. Tường linh khiến người ta liên tưởng đến những cô gái da nâu năng động, sức ngầu, nhưng cũng hết sức gợi cảm. Cách thiết kế tường linh diện của Moschino, nhà thiết kế Kỳ Duyên, Thủy Trinh Đoàn được mix theo phong cách ấn tượng, high fashion cùng với sắc màu đa dạng, tạo nên những mới lạ đầy thu hút cho một tường linh mới. Bộ hình được thực hiện với ý nghĩa thể hiện sự thay đổi của một cô gái để tìm đến những cơ hội mới. Tường linh vừa gây bất ngờ khi chính thức đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, điều mà ai cũng cho rằng cô khá liều, mạo hiểm khi đã sở hữu danh hiệu Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017. Tuy nhiên Tường Linh vẫn quyết định ứng thí. Lý do của cô là muốn thử thách bản thân trong một cuộc thi sắc đẹp mà cô cảm thấy mình phù hợp với những tiêu chí đó. Trước đây Tường Linh đi theo hình ảnh một hoa hậu dịu dàng, hiền thục với mái tóc dài. Tuy nhiên càng trưởng thành, đi qua nhiều những vấp ngã, Tường Linh càng thấy mình mạnh mẽ và cá tính hơn. Cô cũng đồng thời ý thức hơn về vẻ đẹp gợi cảm, nóng bỏng của mình và theo đuổi hình ảnh đúng với mình trong thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, Tường Linh đã quyết định tham gia thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 sau rất nhiều trăn trở. Cô đặt ra thử thách đối với một Tường Linh trưởng thành, bản lĩnh và tự tin. Khi biết con gái lại tiếp tục thi Hoa hậu, bố mẹ Tường Linh đã khuyên cô dừng lại vì bố mẹ cô đã chứng kiến con gái lặn lội qua biết bao cuộc thi nhan sắc nên biết con rất vất vả, thiếu ăn, thiếu ngủ, chuẩn bị cho việc thi cử. Thêm vào đó, thời điểm này Tường Linh đang có hàng loạt dự án nghệ thuật chuẩn bị thực hiện. Nhiều chương trình Tường Linh đã lên lịch quay hình. Tường Linh chia sẻ, đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ với tôi không chỉ là liều, thử thách bản thân một cách mạo hiểm, mà còn là sự hy sinh nữa. Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều giữa các công việc đang chuẩn bị tiến hành, những lời mời quay hình, chụp thời trang và Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Nghĩ tới nghĩ lui rồi tôi nhận thấy, tuổi trẻ không đến hai lần. Tôi không muốn sau này mình sẽ hối hận khi không làm điều mình thích nên quyết định tham gia. Với việc đăng ký Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Tường Linh đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật tại vòng sơ khảo phía Bắc vừa diễn ra. Cô không chỉ gây chú ý khi là người đã có danh hiệu đi thi, mà còn bởi sắc vóc gợi cảm, vòng eo 53 hiếm có, rất được truyền thông chú ý. Hoa hậu Tường Linh chia sẻ, đi dự thi trong hình ảnh của một người đã có danh hiệu, cũng được các anh chị đi trước ngồi ghế giám khảo biết đến, có những trải nghiệm thực sự thú vị và vô cùng áp lực. Hôm sơ khảo tại Hà Nội, trong vòng thi phỏng vấn, chị Thanh Hằng hỏi tôi về chuyện trong game show người ấy là ai. Hỏi tôi và anh Tuấn Minh, người học cùng trường Học viện Hàng không mà tôi gặp bây giờ ra sao. Tôi cũng trả lời hiện tại bọn em làm bạn và cũng chưa có gì tiến triển hơn. Sự quan tâm của giám khảo cũng như công chúng đối với tôi thực sự là một áp lực lớn để tôi làm sao chuẩn bị đi thi, làm sao để thể hiện mình tốt hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ, như người ta thường nói, không có áp lực, không có kim cương. Áp lực sẽ giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.